Chào anh. Em đã add anh vào cái group để học online, thì cái tên của group là như sau. Đây là tên của group. Em gửi anh cái đường link để anh click chuột vào. Thì khi vào trong group thì anh sẽ thấy một cái bài viết đầu tiên, đó là danh sách các cái video up trên một link của YouTube. Ở đầu tiên là phần tài liệu hướng dẫn cơ bản. Đây là tài liệu bằng PDF. Đây là hướng dẫn cơ bản để nói các cái lệnh cơ bản nó như thế nào còn lại. Sau đó là đến cái phần là tài liệu để học. Tài liệu để học và cái link. Thì tất cả các cái tài liệu để học thì em để ở trong đây. Video để học thì ở đây nó sẽ có cái link video hướng dẫn. Em click chuột phải vào đây. Video này được xếp theo thứ tự, ở đây có B001 nghĩa là bài 001. Sau đó do số lượng nó nhiều quá cho nên em xếp theo ngày tháng. Năm, tháng và ngày. Ngoài ra để tìm nội dung nào liên quan đến bài học thì anh search cho group ở mục này, và trên group này thì có mục là videos. Thì cứ vào phần video này thì trên Facebook ta sắp xếp video là theo trình tự là từ dưới lên trên, từ dưới đi lên trên và từ phải đi qua trái. Thì ở đây có cái thời lượng của video là 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi, hoặc là 30 phút, 30 phút. Thì trong quá trình học có gì thắc mắc thì anh sẽ viết bài ở đây để post lên.